Kính chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Tin Nóng Cà Phê 24 giờ, kênh thông tin chính trị xã hội nhanh và chính xác nhất. Và sau đây là một số thông tin chi tiết trong bản tin ngày hôm nay. Cao tốc Châu Đốc, Cần Thơ, Sóc Trăng và lợi ích không ngờ. Tỉnh Sóc Trăng đã chuẩn bị tất cả các điều kiện cần để sẵn sàng triển khai dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Châu Đốc, Cần Thơ, Sóc Trăng. Theo đại diện đơn vị tư vấn, dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Châu Đốc, Cần Thơ, Sóc Trăng có tổng chiều dài hơn 188 km, điểm đầu kết nối quốc lộ 91 thuộc thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, đi song song với quốc lộ 91 qua thành phố Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang, tỉnh Sóc Trăng và kết thúc tại cảng Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Trong giai đoạn 1, tuyến được đầu tư với quy mô 4 làn xe, bố trí làn xe dừng khẩn cấp không liên tục với tổng mức đầu tư hơn 44.690 tỷ đồng. Dự án được kiến nghị chia thành 4 dự án thành phần gồm: dự án thành phần 1 từ km 0+000 đến km 57+200, chiều dài hơn 57 km, thuộc tỉnh An Giang và thành phố Cần Thơ; dự án thành phần 2 từ km 57+200 đến km 94+400, chiều dài hơn 37 km, thuộc thành phố Cần Thơ; dự án thành phần 3 từ km 94+400 đến km 131+300, chiều dài gần 37 km, thuộc tỉnh Hậu Giang; dự án thành phần 4 từ km 131+300 đến km 188+200, chiều dài gần 59 km, thuộc tỉnh Hậu Giang và tỉnh Sóc Trăng. Về phương án giải phóng mặt bằng, đơn vị tư vấn cho biết diện tích đất cần sử dụng cho dự án khoảng 1.205 hecta, trong đó đất trồng lúa khoảng 860 hecta, đất dân cư 24 hecta, đất trồng cây lâu năm 127 hecta với khoảng 1.194 hộ dân bị ảnh hưởng. Với ưu thế năng lực thông hành lớn, tốc độ cao, thuận tiện, an toàn, tuyến cao tốc trục ngang sẽ rút ngắn khoảng cách di chuyển từ thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang đến cảng Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng khoảng 12 km, từ 90 đến 120 phút di chuyển so với các quốc lộ hiện hữu. Theo đơn vị thực hiện dự án, việc đầu tư xây dựng đường cao tốc Châu Đốc, Cần Thơ, Sóc Trăng là hết sức cần thiết nhằm hình thành trục ngang trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long kết nối với các trục dọc, đặc biệt là phát huy tốt nhất hiệu quả các dự án đã và đang đầu tư, đáp ứng nhu cầu vận tải trên hành lang kinh tế Tây Bắc, Đông Nam. Bên cạnh đó, tạo dư địa, động lực phát triển không gian vùng với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, kết nối các trung tâm kinh tế, cửa khẩu quốc tế và cảng biển, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của cả nước. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video kênh Tin Nóng Cà Phê 24 giờ. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận những thông tin mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.